Rồi. Chào các bạn nha. Ồ, anh Sáu vô rồi. Anh Sáu ngoài sao vô rồi. Ồ, quá đẹp nha. 2 mét nha các bạn. Lắp ráp. Dựng lên quay cái gì á. Quay thấy tháng tháng được rồi. Ờ, con kia bị ăn cắp mẫu rồi kìa. Đó, con này nè. Đang lên dân nha. Anh em yêu cầu sao nhận liên hệ nha. Quá bự luôn, 2 mét. Nhiều lên. Quá bự luôn. Nóng lạnh. Bình China luôn. Hả? Đẹp à. Long lanh luôn, lấy hình nền luôn quá. Đó, lấy hình nền luôn đi. Hả? Đứt hả? Lấy hình nền luôn mẹ này. Rồi. Đây nữa nè, hình nền nữa nè. Đó, 2 mét nha các bạn. Làm lượt luôn. Quá bự, quá bự. 2 mét không, hai con 2 mét luôn á. Chờ 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 hai con. Cứ từ từ. Đó. Lên. Quá đã, quá đã. Con qua con lại. Hả? Chà chà chà, dây 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 dây. Treo dây, treo dây. Treo luôn hả? Rồi, treo giấy luôn rồi. Treo giấy luôn rồi. Treo giấy. Treo giấy luôn rồi. Buông ra lên hả? Buông ra lên hả? Buông ra. Ây da. Đá nhào, đá nhào nha. Một con bị treo rồi. Con này an toàn. Lên luôn. Buông ra, lo luôn, lo là buông ra. Rồi đi để nó ói á. Nó quay đầu xuống là nó ói á, ở trong mặt á. Giống như vậy ta. Nó mạnh ra. Dính dây vừa tao chứ gì. Lâu vừa tao xuống luôn rồi kìa. Lâu đại bàng xuống luôn rồi kìa. Ờ, lâu đại bàng xuống luôn rồi. Dính rồi. Dính luôn rồi ta. Giấy kì vậy. Cậu buông mày. Té đau ruột chứ. Có chúng đó đụng cỏ mà im mà không sao. Quá đẹp, quá đẹp. Đang rò nha, 2 mét. Quý ơi, vô quý ơi.
chạy nhanh lên. Thằng giả đồ cũng ngầu coi dữ á. À. Đó, đợi chút rồi nè. Được rồi, dưới đây ơi, cũng mất cũng bảo. Cứng chưa, cứng chưa? Dạ, dạ, dạ. Xuống, xuống, xuống. Làm lại, làm lại. Đó, 2 mét nha anh em. Lắp ráp nha, 2 mét lắp ráp nha. Quá dữ. Dân kêu ghê. Gió thì yếu quá, chứ gió mạnh biết. Đang rồi nha. Cái phơm này lên nó bay rồi luôn nha. Đó, này xả luôn. Hai người mà sợ gì, lẽ hai người chịu không lại nó. Hai mét chứ đụng vô lớn rồi lôi à. Không phải giỡn đâu, một người nắm không không nổi đâu. Trời, mặc dù trời mưa nha, anh em cũng tụ họp đầy đủ nha. Ghiền nhiều quá. Rồi, được 5 con các bạn ơi. Một con cánh cóc đầu tiên. Tiếp, một con đại bàng. Tiếp một con đại bàng nữa của mình. Quá cao. Rồi, rồi sao? Độc lạ. Rồi, tiếp 2 mét nữa. Tháo ráp. Đừng có gió nha các bạn. Dân kêu nha. Đứng dây luôn rồi nè. Đại bàng đang theo nè. Đại bàng qua mặt luôn nè. Dần nhẹ gió ghê luôn. Đó. Xiết. Quá đã nha. Đừng có gió. Im luôn. Rồi, tiếp tục một em nữa. Đi vô đây ông đụng tôi chạy lại đi. 5 giờ có mặt.
nôn quá chịu nổi, quá nôn quá nôn. Có chứ, diều đang bay cứng dây. Nôn quá chịu không nổi hả? Hai ói rồi. Hai đâu mất đi. Hai nhậu ói rồi. Nhậu rồi không dám đi. Đi nhậu. Nhậu hả? Mùa lần dễ vậy. Mùa lần dễ gì à? Cao leo, cao leo. Cao leo nó quẩy rồi. Cao leo quá. Chốt lên điêu luôn nha. Tiếp tục. Dân kêu cũng ghê ạ. À. Còn cao lèo lắm. Cao lèo quá. Rồi, tiếp tục. Hai người nhập lại. Lấy cùng bỏ qua, lấy cùng bỏ qua đây, đây chứ. Đó, đúng rồi. Rồi, quá đẹp các bạn ơi. Lên hết rồi nha. Vẫn còn cao à, diều giống diều năm hai vậy ta, diều mới làm lại cao quá, cao lèo quá. Rồi thôi vì giống mình quên đây kết thúc các bạn ơi, trên có gió trên nha. Rồi, chào các bạn nha.